Đây, các bạn vào cái solo learn ha. Đó, sololearn.com. Đấy, các bạn đăng ký lấy cái email, không nhất thiết phải email của mình đâu nhá, email khác á. Tại vì các bạn biết là các bạn học xong 2 năm 4 tháng ở đây thì email của bạn khi ra trường email của bạn sẽ bị hủy. Cho nên là có những cái course học hoặc là những cái gì mà các bạn liên quan tức là cá nhân của bạn ấy thì các bạn nên cái dùng email riêng. Đấy, ví dụ Gmail hoặc cái gì đó đừng lấy của FPT bởi vì là nó sẽ mất ha, nó sẽ sau này nó sẽ hủy. Cho nên cũng là một cái cũng cũng dở. Đấy. Rồi các bạn vào cái course học nhá. Đây. Đấy thì JavaScript thì các bạn biết rồi, nó rất là quan trọng đúng không ạ? JavaScript, đây, ngoài các bạn có thể học nhiều cái khóa học khác. Và nó có hay ở chỗ là nó rất dễ học. Đây. Đây là lịch trình học của mình nhé, các bạn vào từng bài nè. Đấy, các bạn vào cái introduction nè. Đây, các bạn thấy là các cái lịch trình học của mình nè, có một bài, hai bài, ba, bốn, function nè, đúng không? Object nè, core object nè, dom nè, và có một cái rất hay, đó là cái ECMA script 6. Đấy, bản 6 là bản 2015 á. Ok, thì các bạn qua từng bài một học, để cô demo một chút về các bạn có thể về tự học ha. Đấy, ở đây nó có 4, 1, 5, 5 bài, xong có một cái bài quiz. Quiz. Đó. Trong bài bài 11 nhá, ví dụ bài 1 nè, nó sẽ có một câu hỏi, một một cái phần giới thiệu và một câu hỏi thôi. Ví dụ cái này giới thiệu về JavaScript. Đó. JavaScript nó là một cái most popular programming language. Thì các bạn học không cần phải dịch word by word. Đúng không ạ? Word by word không phải dịch từng từ. Có thể các bạn đọc lướt bạn hiểu thôi. Và nhớ là một số cái nốt màu vàng này thì đó là một số cái chú ý. Đấy, language cho các bạn khả năng có thể tạo một chương trình design client, design server, tức là làm việc với mô hình client và server. Client side hoặc server side. Đó, sau đấy các bạn có thể xem comment để xem người ta nói gì, nếu không thì thôi. Và các bạn next. Thế đây là question. Select correct statement, tức là những câu đúng, chọn một câu đúng. JavaScript được sử dụng chỉ cho web app chưa chắc, đúng không? Bạn có thể sử dụng JavaScript để create tạo ra các cái thẻ web mà tương tác interactive. Ok, đúng. JavaScript mà là một cái server side only thì không đúng, nó là client side và server side luôn. Cho nên là chỉ có câu này đúng thôi. Đó, xong các bạn check correct. Đấy, nó có điểm 10 điểm. Đó. Thì nó sẽ enable cái bài tiếp theo cứ như vậy. Đó. Và ở đây nữa có một đặc điểm là cho các bạn code luôn ở trên này. Tôi sẽ next qua cái phần code nha. Đây. Next qua phần code. Cái này có mấy câu hỏi là đây. What tag content JavaScript code. Đương nhiên là script, học rồi biết đúng không? Check. Rồi, output đây. Các bạn thấy có try do sale, các bạn click chuột vào đây thì có code luôn ở bên này. À, code luôn bên này. Code đây các bạn có thể run. Đấy, có thể run. Run code bên này, output đây, hello world. Thấy không? Code đây. HTML đây, CSS đây, JS đây. Code luôn. Đấy, nó tương tự như là WPath School á. Code Ok. Chưa? Vậy thôi. Đấy, học tương đối dễ. Học tương đối dễ. Toàn kiến thức cơ bản thôi. Đó, view next. Document chấm. Còn ai trồng khoai đất này? Đúng không? Ok. Check. Xong. Vậy thôi các bạn, dễ. Được chưa? Đây. Ok. Choi,
Can we add within text to be displayed? Cái gì ạ? Chọn nào? Chắc là cái này đúng không? Formatting. Chứ folder thì không phải. Java có lệnh JavaScript không phải. Đúng không? Ok. Đấy. Như vậy thôi. Đấy, 15 điểm. Ví dụ như vậy. Ok. Đây, giới thiệu cách học nha. Thì các bạn cứ next day cứ học thôi. Cái này cũng thường thường hay ha. Đấy. Ok. Rồi. Giới thiệu với các bạn học rồi. Ta quay lại của ta ha. Quay lại bài của chúng ta nào. Được bao nhiêu người rồi? Ui, 2-3 người. Đại bụng bự. 2-3 là còn 20. 22. Trời, hôm nay học hơi bị ít nha. 21 người học à. Thiếu ai nào? Điểm danh cái nhà. Hiểu Sang ơi, tắt mic đi Sang. Rồi, công nhận, yên tĩnh hẳn. Nhật Thái. Rồi, cô điểm danh cạnh, check xem các bạn đến đâu rồi. Vân Long à, vắng nè, người Sang có nè, bà học không nè, Đức Anh có không? Đức Anh nghỉ nè. Văn Vinh. Đỗ Văn Vinh. Có cô. Chị Bảo. À quên, cô bấm nhầm. Học không có nè. Đức Anh không có nè. Văn Vinh có nè. Chị Bảo có nè. Minh Phụng. Trương Minh Phụng. Vĩ Khang. Dạ có. Hùng Cường. Đặng Hùng Cường. Xuân Vũ. Dạ có cô ơi. Quốc Bảo có nè. Đinh Hải có nè. Trung Dũng có nè. Tấn Hưng có nè. Chế Đài có nè. Trí Tâm có nè. Phan có nè. Trung Nghĩa. Trung Nghĩa. Nghĩa có không? Trung Nghĩa. Không có. Trần Ngọc có nè. Hữu Vinh. Lê Hữu Vinh. Hoàng Hải. Ai tát mình vô cái học đây. Lê Hoàng Hải. Có nè. Lê Quân không. Huy Hoàng có. Huy Hoàng. Nhật Duy. Tự nhiên Nhật Duy có hay sao? Có nè. Đỗ Văn Vinh có nè. Thanh Tiến. Đó, cứ dạy đó, không?
Có cô ơi. Đây này, có số gọi Lê Vinh vậy mày. Thanh Tiến có nè. Văn Trường. Văn Trường có không? Không có. Minh Trí có nè. Rồi những bạn này vắng nha. Vũ Văn Long vắng nè. Bà Học vắng nè. Đức Anh vắng nè. Minh Phùng vắng nè. Hùng Cường vắng nè. Trung Nghĩa. Nguyễn Huỳnh Trung Nghĩa vắng nè. Lê Hữu Vinh vắng nè. Lê Quân vắng. Văn Trường vắng. Rồi. Học nhá. Tí nữa các bạn cứ nói các bạn vào nhá, vào sau thì cô điểm danh sau, tức là các bạn được điểm danh tận 2 tiếng lận. Cho nên là cô có thể cập nhật điểm danh nhá. Không sao hết nhá. Đấy, bởi vì học online cho nên là cũng cũng du di cho các bạn đó. Ok. Có thể cập nhật không? Coi các bạn khác dạy học cho vui. Rồi. Ok. Tiếp nào. Bây giờ ôn tập nào. Mảng hàm nào. À, trong quá trình học ai mà hỏi về các câu lệnh if else hay cái gì cứ hỏi nha, hỏi thoải mái ha. Ok. Rồi. Go new. Open folder. Cô sẽ mở cái phần JavaScript. JavaScript. Lớp mình là đây. Okay. Okay. Rồi. À. Này là sự kiện đúng không? Hàm nè. Thì bây giờ để mà giới thiệu về cái trời, ôn tập tí nha. Cô sẽ hướng dẫn các bạn một chút xíu về cái này. W3 School. Hoặc các bạn vào cái, các bạn search là ECMA. ECMA Script 6 ha. 6 đi. ORG. Overview. Ok, đây. Các bạn có thể search JavaScript. Ok. Trong JavaScript thì nó có giới thiệu cái thằng ES6. Đây. À, cái này là ES. Ở ES5. ES6 đâu. Đây, ES6. Version ES6. Ok. Và các bạn tham khảo thì reference JavaScript reference object.
Đây. Ủa? Trong JavaScript có đâu em? Sao bạch bạch dữ thần. Đây, ES6 ha. Version ES6 nào. Đây. Thì cô sẽ giới thiệu một chút khi cô giảng về cái function, mảng và function ha. Đây cô sẽ nói về cái function trước, hàm, hàm trước. Thì hàm ở trong JavaScript, mà JavaScript gốc á, thì nó sẽ chết rồi, Corona. Ôn tập chấm html ha. Script, cú pháp của hàm ở trong JavaScript gốc á, thì nó sẽ là function, function rồi tên hàm. Được chưa? Mở ngoặc. Trong phần này người ta gọi là đối số, đúng không ạ? Tham số, parameter, param 1. Nếu mà có nhiều parameter thì phẩy, param 2. Được chưa? Nếu không có tham số thì vẫn phải có dấu mốc tròn. Được chưa? Sau đó là dấu mốc nhọn. Và cái phần dấu mốc nhọn này là để bao thân hàm. Thân hàm. Hàm thì có hai loại. Hàm trả về giá trị và hàm không trả về giá trị. Ví dụ hàm để thực thi một công việc nào đó. Document.write. Hàm để thực thi một công việc nào đó. Nó thực thi xong thôi. Nhưng nó không trả về giá trị. Đấy chưa? Cái này là hàm không trả về giá trị. Còn có cái loại hàm là trả về giá trị. Function. Tên hàm. Ủa sao kỳ vậy? Hai. Đấy, có thể có tham số hoặc không có tham số. Và hàm có như cái này do something. Something. Xong các bạn có câu lệnh return. Return value. Đấy, hàm trả về giá trị. Cái này là hàm trả về giá trị. Ok. Thì câu lệnh return nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất của nó là trả về giá trị value tải lời gọi hàm, và ý nghĩa thứ hai của nó là để thoát khỏi hàm. Đôi khi chúng ta nhiều khi mà rất là nhiều, chúng ta sẽ dùng câu lệnh return để chúng ta thoát khỏi hàm, để điều khiển cái việc xử lý trong hàm là dùng câu lệnh return luôn, kết hợp luôn. Thậm chí các bạn có thể dùng câu lệnh return một mình, không có giá trị, thì nó chỉ làm một nhiệm vụ thôi, đó là thoát khỏi hàm. Đúng không? Cái này được gọi là định nghĩa hàm. Cái này được gọi là định nghĩa hàm. Ta gọi là định nghĩa hàm, hay ta còn gọi là definition, định nghĩa. Khi các bạn định nghĩa hàm thì cái hàm này nó chỉ khi mà các bạn chạy mà các bạn không gọi nó thì chỉ xét, nó chỉ check cái cú pháp thôi, nó không có check đằng trong chạy như thế nào, nghĩa là cú pháp đúng thì nó sẽ không bỏ lỗi.
Tuy nhiên cái hàm này nó không được chạy. Cái hàm này không được chạy. Hàm này chỉ được chạy khi nào? Khi các bạn có lời gọi hàm, nghĩa là calling function, đúng không ạ? Lời gọi hàm. Đấy, ta gọi là calling function. Chưa? Lời gọi hàm, ví dụ ta gọi đâu đó, ví dụ tôi gọi là cái hàm mà không trả về giá trị thì tôi gọi trực tiếp luôn tên hàm. Ví dụ giá trị 1, giá trị 2. À. Ok. Còn hàm mà có giá trả về giá trị thì các bạn có thể xuất nó ra màn hình hoặc là gắn nó giảm giá trị này vào một cái giá trị nào đó, ví dụ như và một gắn bằng tên hàm 2 không có đối số. Đấy. Và có thể làm gì xử lý trên cái giá trị này, có thể xuất ra màn hình hoặc cái gì đó. Đúng không ạ? Đấy. Thì cái này được gọi là lời gọi hàm. Chưa? Và cách nó vận hành như thế nào? Cách nó vận hành như thế nào? Khi chương trình chạy thì mấy cái này nó chưa được chạy đâu. Được chưa? Nó chạy cái này trước. Nó chạy cái lời gọi hàm. Sau này nó sẽ tham chiếu tới cái tên hàm. Cái hàm có tên là tên hàm này. Sau nó truyền số 1 vào parameter 1, truyền số 2 vào parameter 2. Sau đấy nó xử lý và nó thực hiện, nó trả về kết quả thực hiện tại đây. Cái này cũng tương tự. Nó sẽ chạy đến tên hàm. Tên hàm 2. Nó return cái value nào đó. Sau nó gán ngược lại, nó trả về giá trị tại vị trí gọi hàm. À, và nó gán cái vị giá trị này cho cái value 1. Đấy, đó là cách vận hành của nó. Ok. À, đây là cách viết hàm cũ. Cách viết hàm mới. Cách viết hàm mới. À, cách viết hàm khác các bạn tham khảo đây. Cách viết hàm khác tham khảo đây. Đây. Ok. Đây là ECMA script 2015, hay ta gọi là ES6 hay là ECMA script 6. Được chưa? Đấy. Ví dụ như nó thay cái va bằng cái let. Ta va thì thay bằng let. Đó. Mà để va cũng ok, mà để let cũng ok. Được chưa? Đấy. Cho nên là các bạn dùng cái nào cũng được. Được chưa? Ví dụ như vậy, hay là định nghĩa hằng số constant, constant. Đúng không ạ? Arrow function. À, arrow function là cái hàm mũi tên. Đó, class. Version cũ thì nó không có class. Và muốn tạo class thì ta lại phải tạo một cái mẫu, à, tạo thông qua function. Nhưng cái bản mới này thì nó có class luôn, ghê không? Đấy. Cho các bạn coi một cái ví dụ. À, open for đây. Đây, các bạn coi nhá. À, cách nó dùng coi để các bạn biết là, à, tại sao cô lại giới thiệu cái này, đúng không? Tại sao cô giới thiệu cái này? Nó ok, đây. Screen đây. Cho các bạn coi cái này ha. Đây. Cái này hoàn toàn là JavaScript nha các bạn. Hằng số nè. Class nè các bạn. Đây, nó dùng class. Khai báo class. À, một số bạn mà nếu không tham khảo cái version mới mà các bạn đọc cái code này
Và nó có code này không phải code Java, à JavaScript. Code này code gì á? Không phải JavaScript. À nhưng không phải, code này hoàn toàn là code JavaScript các bạn. Đây, nó cũng có extend. Cũng có y như là Java các bạn học rồi các bạn thấy đúng không ạ? Y như là Java. Được chưa? Đấy. Rồi. Mảng thì nó có file, file index vân vân. Đây, nó có cái toán tử nhân, lũy thừa, nhân nhân, exponentiation. Dùng một số cái mới, nó so sánh một số cái mới, var với let. Bây giờ cô nói cái hàm, cái function. Đây, cái này gọi là arrow function. Ta khai báo hàm. Thì ví dụ như ta có x bằng function gì đó, viết trực tiếp luôn cái này, những cái S5 viết như này. Thì S6 bây giờ viết rất đơn giản, viết là bây giờ bỏ cái function đi, à, cái này thay bằng mũi tên, à, return đó, x nhân x. Đấy, ta gọi là arrow function. Cách viết nó khác, đúng không ạ? Cách viết nó khác. Đây, giả sử như cô đặt một cái function mới, cô viết lại cái này. Đâu rồi? Cô viết lại cái này. Cô viết lại cái tên hàm thì cô có thể viết như này các bạn. Có nhiều cách viết nha, cô có thể viết như này và tên hàm bằng param 1 param 2 đó mũi tên, trong này viết cái gì đó document.write. Đây là cách viết mới. Cái này trong ngoặc này là các đối số. Đây là tên hàm thì chuyển qua này cũng được. Viết cách viết khác nha. Và cái này mũi tên. Cái này gọi là arrow function. Đấy, đây là cách viết khác. Ok. Đấy, đó là một cách viết của cái mới. Đúng không ạ? Mới. Chưa? Đó, nhiều cái đổi lắm các bạn. Nhiều cái thay đổi lắm. Ok. Đó là hàm. Chưa? Đấy, có thể cách viết như này, khai báo hàm số dùng cái arrow function, viết như này giống cô vừa viết xong đúng không, giống cô vừa viết xong. Đấy, đây là một cách viết khác đó, người ta bỏ từ khóa function ra không làm đó. Còn class thì nó y như là Java vậy này, ghê lắm. Thực ra nếu các bạn để ý thì nó thấy nó gần gần giống như là PHP ấy. Sau này các bạn viết cái này nè, viết PHP các bạn thấy nó giống nhau lắm, thấy nó dễ, giống giống PHP. Các bạn để coi ý coi cái code của PHP các bạn sẽ thấy ha. Ok rồi, hàm class rồi, rồi mạng array, array file index, phải tìm chỉ số mấy cái mới thôi. Bây giờ qua mạng ha. Mảng nó có một số cái phương thức để duyệt mảng đó. Ok. Từ từ ES5 Array. Đây, các bạn có thể search nè. Array JavaScript ES6 ha. Đấy, tutorial for S6 Array. Thấy chưa? Ok, các bạn có thể xem về mảng ở trong này. Đấy, thì vừa chỉ các bạn xong, cô cũng chỉ cho các bạn cách để các bạn tìm kiếm tài nguyên nhá. Bữa trước bạn Tú có thể có xem mấy cái cũng hay á nha, ở trên group á, định nghĩa mảng các thứ. Thầy Tú có xem mấy cái trên group để đọc từ nghiên cứu cũng rất là hay ha. Các bạn chịu khó xem, chịu khó đọc. Đấy, các bạn đừng có ngại cái, nhiều bạn có thể ngại cái ngôn ngữ là tiếng Anh. Đúng không? Các bạn đừng ngại. Bởi vì không đọc được thì đừng đọc. Đọc sơ sơ thôi, đọc code thôi ha. Đọc, nếu mà các bạn mà đọc được thì các bạn đọc. À, nhưng mà cố gắng từ từ các bạn làm quen. Đúng không? Từ từ các bạn đọc ha. À, bởi vì sau này các bạn đi học, đi đi làm tiếng Anh là một lợi thế đấy. Rồi, tiếp nào. Cô vừa nói hàm xong ha. Có ai thắc mắc gì hàm, đặt câu hỏi gì về hàm không?
Ai thắc mắc đặt câu hỏi về hàm không? Quên hết trơn rồi. Tấn Hưng hỏi cái gì? Hỏi đi. Đặng Hùng Cường. Cô, em chưa hiểu cái đối số ở trong hàm sử dụng nó sao cô. À, đối số hả? Ok. Hùng Cường có mặt. Ok. Ai có mặt chưa điểm danh nhắn cho cô nha. Thì Tâm vừa hỏi đúng không? Dạ đúng rồi cô. Ok. Ai chưa điểm danh nhớ nhắc cô nha, cô không có nhớ đâu. Rồi ok. Đối số dùng sao? Đồng ý. Bây giờ cô sẽ có một cái sự so sánh giữa giữa à bây giờ nè. Có cái này hay nè. Viết hàm là một, cô sẽ so sánh giữa Java và JavaScript, đồng ý không? Học được không? Được, ok cô. Học Java rồi đúng không? Ok. Rồi, bây giờ như này. Cô vẽ đi nhỉ. Cô vẽ đi nhỉ. Bên. Vẽ hơi xấu nha. Bên. Thực ra là vẽ để các bạn nhìn cho rõ. Đây nhá. Các bạn lưu ý cho cô như sau. Một cái phần mềm, một cái chương trình bất kỳ thì nó luôn luôn có 3 phần. Ha. Đây, một cái yêu cầu nào, một bài toán nào. Một bài toán nào. Một yêu cầu nè, một cái problem nè, vân vân, nó luôn có 3 phần và các bạn phải đẩy nó thành 3 phần. Phần 1 là đầu vào, phần 2 là xử lý, phần 3 là ra. Luôn luôn chia thành 3 phần cho cô. Luôn chia thành 3 phần. Đúng không ạ? Vào, xử lý và ra. Ok? Một bài toán. Thì hàm là gì? Hàm là việc các bạn nhóm, nó gồm tập hợp nhiều dòng cốt ha, một đoàn cốt để xử lý một bài toán nhỏ, một yêu cầu hay là một problem nào đấy. Ok. Đó. Nó xử lý cái đó. Bởi vậy khi các bạn viết hàm thì các bạn phải tách nó ra cũng 3 phần. 3 phần. Nhưng cái 3 phần trong một cái hàm nó sẽ chia một kiểu khác. Nó chia một kiểu khác. Đấy. Đây. Thì ba cái phần đấy thì ta sẽ được mô tả như thế này. Đây, cái này là vào. Ok. Cái này là xử lý. Và cái này là ra. Đúng không? Trời, sao bị xíu vậy trời. Ok. Đấy, ra. Được chưa? Vào, xử lý và cái này là ra. Ok. Bây giờ các bạn xét một cái bài toán nào. Thì thông thường á, thông thường nha, khi các bạn đi làm, đi làm, đây nè, cô nói cái thực tế ha, khi các bạn đi làm nè. Thì các bạn làm, ví dụ các bạn làm cái fresher, tức là mới vào, mới vào, thì người ta sẽ không cho các bạn nhìn thấy hay là xem những cái cốt mà bảo mật của công ty, tức là cốt nguồn, cốt gốc á, thì người ta gọi là core, những cái cốt mà nó lõi, nó quan trọng,
thì người ta không cho bạn xem đâu, không cho bạn làm đâu. Mà những cái người mà lâu năm hay là có kinh nghiệm và làm lâu năm mà tức là gắn bó công ty, người ta mới cho thôi. Đấy. Và người xem độ tin cậy các bạn đến mức nào người ta mới cho các bạn làm thôi. Hoặc là các bạn phải giỏi cỡ nào người ta mới bắt buộc phải yêu cầu các bạn làm thôi. Chứ còn khi bạn mới vào các bạn không được đụng tới cái con này. Đúng không ạ? Đó là các công ty chuyên nghiệp nha, cô đang nói các công ty chuyên nghiệp ấy. Thì vậy thì làm sao các bạn can thiệp vào một cái phần mềm mà các bạn muốn chơi vào thì làm sao? Thì người ta sẽ chia thành các cái phần, tức là một nhóm sẽ làm cái kho, còn một nhóm sẽ làm cái giao diện ở ngoài, hay là làm chức năng phía client, hay chức năng mà không quan trọng, chức năng không quan trọng nghĩa là không được, thậm chí không được can thiệp vào database. Thì khi mấy cái người mà viết cái kho này nè, thì người ta viết sao? Người ta viết các cái API. API là gì? Thì chẳng qua nó bao gồm các cái interface, các class, các cái abstract class, vân vân. Đó. Vân vân. Trong đó nó sẽ chứa chứa các cái những cái interface và những class, nhưng nó chứa các cái phương thức và cái thuộc tính property, và các thuộc tính phương thức là mode method, đúng không ạ? Ok, thì người ta sẽ cung cấp các method này nè, ví dụ như những cái hàm này là một cái API này các bạn, math chấm sqrt, ví dụ cái này 9, thì chẳng qua cái này là API thôi, của có sẵn, cái hàm có sẵn. Class, cái math này là một cái class object nè, static thôi, static, cái này cũng static luôn nè. Thì cái này trong này lõi xử lý các bạn đâu biết đâu, đúng không? Thì các bạn chỉ biết là đầu vào tôi nhập là 9, số 9, trong xử lý là không biết nó xử lý gì sao biết, đúng không? Đó. Và ra là căn bậc 2 của 9 là 3, thế thôi. Đó, ta cũng có 3 phần: vào, xử lý và ra. Còn xử lý thì người ta ẩn mất rồi. Thì khi các bạn vào công ty thì những người viết code này này, họ sẽ viết ra các API. Thì trong xử lý sao tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi có đầu vào như vậy, xử lý làm sao cho tôi đạt được cái đầu ra như thế là được. Đó, đó là thực tế nhé các bạn. Thực tế, công việc thực tế là như vậy. Và sau này các bạn viết API cũng vậy. Các bạn một một cái bạn mà member các bạn nói: anh ơi, anh viết cho em cái API làm sao em trả về cái này. Thì các bạn viết API và quăng cho bạn đấy một cái API mà đã nén rồi, đã bị giấu mã rồi. Và bạn kia bạn không cần biết bạn viết mã thế nào, bạn kia chỉ cần sử dụng thôi. Đó. Đó là cách làm việc sau này của các bạn á, nhiều làm việc chuyên nghiệp nó sẽ phải làm việc như vậy. Hiểu không ạ? Đấy. Vậy bây giờ ta quay lại cái phần của mình. Vậy cô muốn nói cái gì? Cô muốn nói là bất kỳ cái nào trong thực tế người ta cũng chia thành 3 phần: vào, xử lý và ra. Và bây giờ cách viết hàm nè các bạn. Viết hàm. Viết hàm nha. Các bạn à, tôi đọc một cái bài toán cho các bạn tôi sẽ xử lý cách viết hàm tôi nha. Viết hàm. Đây này, viết chương trình. Chương trình nhập hai số từ bàn phím, tính tổng và xuất ra màn hình. Rồi, ok, bài toán này quá dễ đúng không? Bài toán này quá dễ. Tôi sẽ viết như sau. Đấy ha, chờ xíu các bạn nhé. Cứ đi từ từ từng bước các bạn hiểu à? Tôi sẽ viết như sau. Tắt cái này đi, nhìn cho dễ. Rồi. Tôi new cái ha, đây comment anh này đi. Đây, tôi viết một cái chương trình nhập vào hai số và x gắn bằng prompt, b x y và y gắn bằng prompt. C và C
tổng gán bằng x cộng y document chấm right tổng bằng rồi, ok được chưa? Cái này là vào phải không các bạn? Vào cái này sẽ là xử lý đúng không? Cái này là ra, xuất ra màn hình đúng chưa? Quá dễ đúng không? À rồi, bây giờ tôi đặt lại yêu cầu khác, viết hàm, viết hàm tính tổng hai số chưa? Đấy. Cũng là tổng, cũng tính tổng hai số. Cái này tính tổng hai số. Vậy nếu như tôi viết hàm thì tôi sẽ như thế nào? Nhìn nha. Tôi sẽ viết hàm như nào đây? Một nào. Function tính tổng. Tên hàm đúng không? Rồi bây giờ đối số, thân hàm. Rồi các bạn nhìn nha. Những cái gì mà nó thuộc về đầu vào tôi sẽ đưa vào đây. À, xử lý tôi đưa vào đây. Và cái này tính tổng phải trả về kết quả đúng không? Return tổng. Ok. Còn cái hàm của tôi sẽ viết như sau. Đây nè. Copy lại ha. Tôi thay cái chuỗi này nè. Tôi thay này nè. Thay cái này ha. Tôi thay bằng. Và tổng gán bằng tính tổng xy. Rồi. Chỗ này là thực ra là ẩn đi. Được chưa? Ok không? Rồi. Có bạn sẽ đặt câu hỏi. Ủa cô ơi, cô thêm cái hàm cho tôi dài chứ gì? Xử lý của em có một dòng mà cô thêm cái hàm chi nên thêm mấy dòng nữa. Rồi cũng phải gọi thêm dòng này nữa. Sao dài dòng vậy? À. Thực ra cái này nó chỉ là cái gì ạ? À? Demo thôi. Thực ra có những cái bài toán các bạn, cái phần xử lý nó dài, nó phức tạp lắm. Hiểu không? Chỉ không chỉ cần không mà chỉ phải tính tổng không đâu. Mà nó còn phải connect vào database, nó còn móc từ bảng này, móc từ bảng kia, nó đổ dữ liệu ra, nó trả về cái nọ, trả về cái kia, rất là phức tạp. Thì các bạn biết ạ, sau này các bạn viết thì những cái phần này nè ẩn đi. Không ai thấy. Các bạn chỉ cần chỉ biết là à, tôi gọi cái hàm tính tổng, tôi truyền đối số và nó trả về kết quả cho tôi thôi. Hiểu không ạ? Ok. Đó. Rồi ta quay lại phần của ta. Vậy thì về kinh nghiệm để viết một cái hàm, về kinh nghiệm để viết một cái hàm thì ta sẽ viết như sau. Những cái gì thuộc về đầu vào chúng ta sẽ cho nó vào hết cái đối số. Cho hết đối số. Được chưa? Vào cái tham số này. Để sau này tôi nhập ở đâu đó tôi không biết, tôi nhập cái gì đâu vào cái gì, tôi chỉ cần truyền vào cái đối số của tôi thôi. Ok. Còn những cái gì mà xử lý thì nó nằm ở trong phần thân hàm. Nếu có đầu ra thì ta có câu lệnh return và trả về kết quả. Đầu ra nó nằm ở câu lệnh return. Còn cái phần xử lý nó nằm ở đây, thân hàm. Được chưa? Nếu không có đầu ra thì ta sẽ không có return. Có những cái hàm các bạn viết các bạn xuất ra luôn thì các bạn coi nó không có đầu ra. Nhưng cố gắng sẽ làm những cái bài, những cái viết ra code mà mình trả về được kết quả là tốt nhất. À còn ngoài nó xử lý sao là kệ đó, còn mình trả về kết quả cho nó thôi. Ví dụ kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không,
thì đầu ra là gì? Đầu vào là gì? Đầu ra là gì? Ok. Trả lời coi. Viết hàm kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không? Thì đầu vào là gì? Đầu ra là gì? Trả lời, mở mic trả lời. Đầu vào là một số, đầu ra là kết quả boolean. Đúng rồi. Chính xác. Trong xử lý sao kệ chưa biết đúng không? Viết một hàm, viết hàm kiểm tra một số nguyên dương luôn có phải là số nguyên tố hay không, hay không thì có chỗ mà có phải hay không thì trả về vô lần, đúng rồi, thì vào sẽ là, vào là một số nguyên dương và ra là true hay false đấy, vô lần. Đó. Và xử lý tự làm đi ha. Ok, hiểu hiểu không, hiểu cách viết chưa, hiểu cách viết chưa Tâm, Dạ ơi cô ơi. hiểu chưa? Rồi so sánh một chút chút với Java và JavaScript nha. Trong Java đây, trong Java thì cái function thì nó sẽ phải có, xin lỗi, phải function, nó sẽ viết là integer ABC gì đó, rồi integer A, integer B. Nó phải khai báo kiểu rõ ràng. Nó cũng có return, nhưng trong JavaScript thì nó là function hoặc không có chữ function ABC. Thì cái này AB thôi. Và nó có đặc điểm là AB nó không xác định kiểu, cho nên các bạn truyền kiểu gì nó cũng ok. Truyền mà mảng nó hiểu là mảng. Truyền là số nó hiểu là số, truyền là chuỗi nó hiểu là chuỗi, nhưng mà khi chỉ thiếu điều là khi xử lý nó sẽ bị sai, hiểu không? Khi xử lý mà các bạn truyền không đúng thì nó xử lý nó bị sai thôi. Ok, được chưa? Rồi. Rồi ham quá, hỏi 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 ham không? Rồi ai gọi điện cho tôi? Cô ơi, cái cho biết với cô cái nếu như không không xác định kiểu thì truyền vô có bắt lỗi được kiểu không? Bắt được chứ? Bắt được chứ? Là mình viết một cái riêng luôn hay là nó tự bắt luôn cô? Không, phải viết riêng cho em, tại vì nó có xác định kiểu đâu. Em phải tự viết chứ, em muốn bắt kiểu em phải tự viết chứ, hiểu không? Hiểu ý cô không? Ví dụ nhá, Cô chưa nói phần khóa và bên khóa led trong E6 rồi cô kêu rõ lắm. là sao, nó thay thế bằng từ led thôi chứ đâu có gì đâu, nó là khai báo biến Hosting được cảo thôi mà. hả? Ừ, kiểu kiểu như và với led là khi mà xử lý thì nó sẽ có khác nhau. Nó khác cái gì em? Phạm Declare. vi Đây, declare nè, available nè. Bây giờ nó khác cái gì? Nó khác cái gì con? Đâu khác đâu. Đâu, nó không khác nha. khác Khác cái gì? Giải thích cái. kiểu như nó rộng Nó rộng, ví dụ nó rộng là rộng cái gì? hết sao rồi nghe nào còn về cơ bản lại thấy là kiểu Không, cứ cứ thảo luận thôi, cứ thảo luận đi. khi khi ví dụ như trong một một for đi thì nó khuyên dùng dùng led không nên dùng for dùng dùng vậy em lý do Đâu có ai khuyên dùng led mà không dùng for đâu. Không dùng Java đâu.
Rồi search nha. Bây giờ nè, search nè. JavaScript. Ok chưa? Let với và được chưa? Ok. Let với va là scope được chưa? Hay let với va trước đi. Đấy, ở đây lớn là in for loop nè. Rồi. Ok. Đi between JavaScript có cái nào nó. Cái này thì không có gì. Đây. Codebird. Stack Overflow rồi, có cái này đi. Stack Overflow thì nó cũng tranh luận thôi. Đây. Cái này là ok. Và nếu x mà không được khai báo thì x nó sẽ là hiểu là undefined đúng không? X nó lỗi nè. Cái này mà x không khai báo mà dùng let là nó lỗi nè. Cái này là không khai báo lỗi nè. Đây x là 5, right thì ra 5 đúng rồi, left 10, right 10 đúng rồi, z thì nó hiểu undefined, còn a thì nó sẽ lỗi. Đến a mà không khai báo mà sau đó dùng left a là nó sẽ lỗi, hiểu rồi, là giống cái trên đúng không? Ok, còn gì nữa không? Hết. Một sự khác nhau chút xíu, tức là các bạn dùng va mà không khai báo thì nó không hề lỗi, mà nếu dùng let là lỗi ạ. Là một cái nữa nè, scope ha, cái này mới quan trọng là cái em vừa hỏi đúng không, đúng không? Scope phạm vi. Còn được scope không ta? Nó chỉ khác nhau vậy thôi. Còn nếu mà dùng for, em dùng for mà dùng cho let mà không khai báo thì nó văng. Trời ơi. Sao lại medium đây rồi? Window và là biến cho window, let không phải biến của window, for nè. Ê, khoan nha. Cái này hơi lạ nha. Và y bằng 0. Cái này hơi lạ nè. Cái này á, nếu mà let mà ở trong for thì nó chỉ có phạm vi ở trong for thôi, ra khỏi for là nó mất. Thì đương nhiên về phạm vi của code là như vậy. Thậm chí va cũng vậy mà. Nhưng tại sao nó đây lốc nó vẫn ra cho 10 nè. Cái này là cái hơi lạ nè. Cái này hơi lạ nè.
Cái này cũng là một cái ý nè. Khoan. Thì từ trước giờ các bạn dùng cái va, thì thực ra thì một biến nó khai báo hay không khai báo trong JavaScript nó cũng chạy. Đây. Bây giờ các bạn có cái biến x gắn bằng 5. Đó, các bạn có thể alert được x mà không cần khai báo. Chưa? Đấy, cái này các bạn không cần khai báo. Sao nó bị gì ta? Ê, kì. Chờ xíu. Cô nó bị lỗi gì à? Demo nó bị lỗi gì rồi? Quá giờ nó chạy nó vậy á. Hình như Google Chrome nó bị đơ, nó bị lag không Ờ luôn. đúng rồi. Nó nặng quá. Cái gì mà nghiệp quật chứ không? Tụi bị đá hoài à? Ai ai đâu kích em ra khỏi nhóm đó rồi. Nôm na là cái gì vậy? Tú đang ăn gì phải không? Tụi ăn gì vậy? Ừ, không share cho mọi người gì cả. Cái... Ăn mảnh nhá. Đúng rồi. Rồi ok nè. Tú ơi. Alo. Em nghe, trời ơi. Cái chỗ này nó bị cái là nghiệp quật rồi. Đây. Thứ nhất là nó có một cái khác là gì, thực ra nó cái khai báo biến thì nó có một cái khác là này bắt đầu mất tiêu rồi, tức là một cái khác của nó sẽ là nếu mà khai báo cái đâu nhỉ, cái cả cái này mất tiêu rồi, nếu mà khai báo cái đầu tiên trước khai báo mà sau khai báo va thì nó sẽ báo là undefined. Nếu mà let là nó lỗi ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ thích cái này, nhưng cô chưa test nè. Cái let mà khai báo trong for hay trong một block thì nó chỉ có phạm vi cục bộ ở trong đấy thôi. Hiểu không? Đấy. Nhưng mà ví dụ va thì ra khỏi cái này nó vẫn nhìn thấy. Cái này là cô chưa test nha. Bởi vì thế này, thực ra là không có test, bởi vì thế này nè, về ngầm định ấy, về 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 quy luật, về cái phạm vi của biến ấy, cái biến y khai báo trong for là nó chỉ có phạm vi ở trong for thôi, hiểu ý không? Nhưng cái thằng quý JavaScript này Rồi. tại sao nó vẫn nhận ra, nhưng mà Java nó không có chuyện đó đâu nha, hiểu ý không? Đấy, cho nên là thật sự là chỗ này cũng không để ý, bởi vì cô luôn ngầm định nó là biến cục bộ, hiểu 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 ý không Tú? Đây đây nè, cái thằng này và cái thằng này nó sẽ chặt chẽ hơn, chặt chẽ hơn, nó cũng là khai báo biến nhưng nó chặt chẽ hơn, thằng này là cái thằng dễ dãi, hiểu ý không? Ok, understand. Dạ rồi, rồi 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 Ờ em nghe nhưng mà về 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 lý thuyết thì nó vẫn là khai báo biến thôi nha.
Thì khi dùng thì các bạn lưu ý một chút nhá. Đấy, khi báo lỗi thì mình biết lỗi chỗ nào để mình sửa. Ok. Được chưa? Ok. Rồi rồi. Rồi chờ cô xíu nha. Hai đứa bớt ồn được không? Tôi đang mẹ đang dạy mà hai đứa gì lá lối hoài dữ vậy? Có ai ăn gì chưa? Hai đứa gì mà lá lối, mẹ đang Rồi, dạy mà lá rồi. lối gì trong vậy? Có mà xuống 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 ăn ăn tin ăn cà mọi phê. người ơi. Xuống ăn tin ăn. Thôi đi tin ăn thôi, đói quá. Hôm nay con tin Thái Bảo nhá. Vâng, ăn. Ăn mới mà. Bây giờ mà ly ly stream đang ăn sáng thì sao ta? Cái gì vậy? Tính ra quán hủ tiếu với cà phê kế bên nhà. Trời ơi. Cô đi rồi đó, cô đi rồi đó. Cô đây mà, đi đâu? Mấy đứa làm loạn rồi cô. Hay nhất là chết. Nói xấu. À, nói xấu tôi hả? Cô trừ 0,5 điểm cô ạ. Ai nói xấu trừ 0,5 điểm. Chứ 5 điểm chứ. Mấy mấy bạn tổ Em chức sẽ không nói Thái nói xấu cô đâu, anh em tốt là vậy. đúng rồi, ai lại nói Thái bao giờ? Chính xác. Ai nói xấu thì đừng Đúng có rồi. nói. Ok. Rồi, hiểu hiểu không? Hiểu chưa? Ok. Rồi, không. Thắc mắc của bạn Tú đúng, tại vì thực ra thế này, khi các bạn mà viết một cái ví dụ viết trong hàm đi thì thông thường nó chỉ có giá trị trong hàm thôi. Nhưng trong vòng là for, nhưng mà cô chưa test nha. Cái của cô nó bắt đầu bị đơ. Cái cô nó đang bị đa hay không biết, để cô phải tí phải restart lại đó. Nó đang bị đai mất tiêu chảy, nó bị quay quay. Rồi, tiếp cái mảng Cô bật nó xong Firefox gì cô? Firefox hả? Chrome nó lát thì cô bật xong Firefox. Ok. Thử coi Firefox. Cô bật Firefox lên xong bật một cái tab mới xong kéo thẳng nó vào. Không, cái này cũng được. Facebook. Firefox là Microsoft Edge rồi. Đó, ra số 5 này. Vừa Ok. ra rồi đó cô. Ra rồi đó. Đấy, thằng này nó dễ dãi lắm. Đấy, bản thân JavaScript á. Đấy, những cái này nó lét. Thì giả sử như khai báo này thì ok, không sao. Nhưng mà giả sử như nếu mà cái này không khai báo gì cả, xong khai báo x, thì nếu mà để bình thường á, nó sẽ hiểu là nó lỗi mất tiêu rồi. Thằng này không dễ dãi thế nào. F12. Ủa, không lỗi thì phải chạy chứ. À, với lại thứ hai nữa các bạn phải lưu ý nhé, code JavaScript chạy trên các browser nó sẽ, mỗi browser nó sẽ khác nhau đó. IE nó chạy khác, Firefox nó chạy sẽ có cái khác, và Chrome cũng thế, có cái chạy trên Firefox mà Chrome không chạy, chạy trên Chrome mà Firefox không chạy đấy. Cho nên các bạn khi các bạn lập trình các bạn phải test, người ta hay bắt các bạn test trên nhiều trình duyệt là vậy. Ok. Đấy, nó không ra luôn. Lỗi không báo nhưng nó không có ra luôn, thấy không? Rồi ok, bây giờ tôi để cái led ở dưới. X gắn bằng 5. Alert. Đấy, lỗi không ra, như cái này có để là va cây. Đó, nó bảo là x undefined, x bằng 5. Đấy, nếu để led là nó không có chịu, nhưng mà để va là nó lại chịu. Ok. Đó, nó hiểu cái này là undefined, là chưa được, tức là không biết, không nhận ra. Rồi, không là for nhá.
Đây, test lại cho các bạn nhìn tí nha. For your left, y gạn bằng 0, y nhỏ hơn 10, 5 đi, y cộng cộng. Đó, document. Đó, viết gì đó, do something. Do something. Xong các bạn mới alert cái y ở đây là nó lỗi, đúng không? Cái này là nó lỗi không ra, đúng không? Nhưng thấy cái này bằng va nó ra 5 chưa. Cô sẽ giải thích chỗ này nè, chỗ bần tú hỏi á, chỗ này nè, nhìn nè, cái biến mà được khai báo trong mục là for thì nó chỉ có giá trị ở trong mục for thôi, ra khỏi for nó sẽ mất, hiểu không ạ? Ví dụ cái này tôi là va x gắn bằng 5, ở đây tôi gần lên cộng x cộng x, đúng không? Đấy, thì cái gì mà khai báo ở trong một cái khối lệnh thì nó chỉ giá trị trong khối lệnh thôi. À, bây giờ ta chạy nha, nó ngoài nó hiểu luôn, ngoài nó hiểu là 5 năm luôn. Đấy, như vậy là nếu mà xét về cái phạm vi của biến là nó bị không hợp lý. Bởi vì biến để khai báo trong for thì nó chỉ có phạm vi ở for thôi. Khai báo ở trong for nó chỉ có phạm vi ở trong này. Nếu tôi có một cái biến x ở đây và x gán bằng 7. Đấy. Thì như vậy là hai ông này ông xì đùng á. Ông có đùng á nha, chạy nè. Thấy chưa? Tức là nó bị thay luôn, thằng này bị thay luôn. Trong khi đó anh này là bị anh biến toàn cục, anh biến mà ngoài, anh này biến là cục bộ. Hiểu không ạ? Thì đó chính là cái nhược điểm của thằng va đấy. Như trước giờ là tại vì tôi khai báo biến nó kỹ mà. Tại vì là các bạn làm Java các bạn biết rồi. Java thì nó cũng như là nói chung là ngôn ngữ của nó chặt chẽ. Thành ra là cái cấu trúc nó rất là chặt chẽ, cho nên là các bạn khai báo như vậy thì nó sẽ hiểu là x này nó sẽ hiểu là số 7 chứ không phải là số 5. Hiểu không ạ? Nó được phép khai báo nhưng ở ngoài nó chỉ hiểu số 7 thôi. Số 5 nó chỉ có phạm vi ở trong cái vòng là for thôi. Thì đó là cái dễ dãi của thằng va. Đấy, cho nên là nếu các bạn xử lý code mà không kỹ thì các bạn sẽ bị lỗi. Cái lỗi cái logic. Lỗi về logic thôi chứ không phải lỗi code nha. Đó, nó chạy không đúng ý của mình. Đấy. Cho nên bây giờ cô thay cái này bằng led nè, nhìn nha. Cái này thay bằng led nè. Đó, chạy nha. Thì nó sẽ nhận là số 7 á các bạn. Thấy không? Đấy. Đấy, cái thằng này nó sửa nó chặt chẽ. Nó chặt chẽ giống như thằng Java vậy đó, nó chặt chẽ hơn. Thì đó, cái đấy bần tú hỏi là đúng. Tại vì thực ra là tôi cũng chả để ý luôn. Bởi vì là trước giờ tôi dùng biến á, tôi dùng quen rồi, thành ra là tôi dùng kỹ. À, cái nào cục bộ là cục bộ, cái nào toàn cục là toàn cục. Thành ra là nó không bị đụng, nó không bị gặp mấy cái lỗi này. Nó không để ý, thật sự là không để ý. À, đấy, câu hỏi rất là hay. Ok. Ổn chưa? Ok chưa? Vậy chốt lại câu hỏi của Tú nha. Là led và va thì dùng để khai báo biến, nhưng led nó chặt chẽ hơn nha. Còn thằng va là thằng dễ dãi. Được chưa? Rồi, tiếp cái nữa nè, về mảng. Rồi, ok cô. Rồi, ham hiểu chưa? Ham, hiểu chưa? Rồi cô ơi. Rồi, tiếp cái nữa về mảng nè. Ok, array. Mảng trong JavaScript. À, thì cái mảng thì cách khai báo biến là biết rồi đúng không? Đâu rồi, đây, code đây. Comment cái ông này lại. Đây, mảng nè. Trong JavaScript thì nó cũng có một cái lớp là lớp array để các bạn khai báo mảng. Chưa? Ok. Các bạn có thể dùng là va array, tôi dùng va quen cũng biết cũng quen. Gán bằng new array được ha. Đó. Đây va array. Cái này bữa cũng nói rồi ha.
kiểu 5 phần tử cấp phát, hoặc là va array bằng mảng không có phần tử nào, hay là va array mảng 3 phần tử. Cái này là khởi tạo giá trị ban đầu cho nó. Đấy, vừa khai báo mảng vừa khởi tạo giá trị ban đầu cho nó 3 phần tử. Được chưa? Ok. Thì array, cái nếu các bạn dùng từ khóa array này thì các bạn chỉ khai báo được mảng một chiều thôi. Muốn khai báo mảng hai chiều thì các bạn phải dùng mảng của mảng. Ok. Đấy, còn cái này các bạn có thể khai báo mảng hai chiều, ba chiều, bốn chiều. Thì bằng cách là vá array gắn bằng mảng. Trong mảng lại chứa mảng tiếp. À, mảng ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái mảng này là mảng 2 chiều. Gồm mấy ạ? Mấy hàng ạ? 1, 2, 3 hàng và 2 cột. Ok. Được chưa? Rồi. Để truy xuất vào mảng, ta dùng hàm gì ạ? À, dùng vòng lặp for. Rồi, cái này valid thì tùy ha. Mà không valid nó cũng chạy nữa. Y bằng 0. Y nhỏ hơn array.len. Đó, y cộng cộng cộng. Rồi các bạn mới viết ở đây, truy xuất vào array. Đó, do something. Đó, mà cú pháp của nó truy xuất vào từng phần tử của mảng, ta dùng array và chỉ số là tên mảng và chỉ số là y. Được chưa? Các bạn có thể nhập giá trị, có thể xuất giá trị ra ngoài, vân vân. Ok. Được chưa? Rồi, ngoài ra trong JavaScript nó có một cái khái niệm làm việc với mảng nữa, là mảng mà chỉ số của nó chính là các cái phần tử của mảng luôn. À, xin lỗi, đó là object chứ. Xin lỗi, object. Nhầm. Mảng các object. Rồi, mảng nữa. Ok, ta coi về mảng một chút có gì mới không. Array, ngoài chỉ số mới thì không có gì mới đúng không? Rồi. Array function. Đây, các bạn có thể coi ở đây. Array method short. Rồi, iteration. Đây, cái này hay nè các bạn. Đây nha. Iteration. Class mà đây, các bạn có thể dùng cái for x để các bạn duyệt mảng, đúng không? Đây, for x để duyệt mảng có cái hàm. Cái khái niệm iteration, nó khái niệm nó là trong Java, nếu bạn nào mà để ý á, thì các bạn làm collection ở trong Java thì nó sẽ có một cái lớp là iterator để nó cho phép các bạn đưa một cái mảng hoặc là một cái tập hợp vào cái vòng lặp. Đấy, cái này cũng vậy, các bạn đưa này vào vòng lặp. Ok. Đây. Đây mấy khái niệm đấy là một khái niệm mới nha. Đây các bạn hoàn toàn có thể đưa cái hàm function value, thì mỗi lần nó for x nó truyền cái value này vào cái function. Ok. Được chưa? Đấy. Rồi map. Cái này chắc chắn là các bạn cũng chưa quên nè. Được chưa? Map cũng là một cách để duyệt mảng. Đúng không ạ? Một cách là duyệt mảng. Được chưa? Nếu các bạn có thể duyệt mảng, tức là nó cũng tương tự, nó duyệt từ đầu mảng đến cuối mảng. Chứ iteration hoặc là map, đúng không? Filter là lọc. Được chưa? Lọc. Ok. Rồi filter.
lọc lớn hơn 18, over 18, nhỏ hơn 18 nó trả về giá trị. Ok. Rồi. Reduce trả về một cái hàm mà mỗi phần tử của nó sẽ reduce từ trừ một cái giá trị nào đó. Ví dụ như là reduce function tăng hoặc giảm cái giá trị nào đó. Total. Ok, test thử nha. Trời ơi, mảng nhiều lắm. Rồi, đây cái này iteration này nè, các bạn về coi, test giùm cho cô. Rồi, tôi sẽ lượt qua một chút về mảng ha. Đây. Rồi, khai bỏ mảng, ok. Đây, K1, K2, K3. Rồi các bạn có thể add item, ok. Cái này là gì? Tạo một cái mảng, ok. Rồi. Keyword new, ok. Được luôn. Đúng không ạ? New array. Rồi, truy xuất từng phần tử của mảng. Ok. Rồi, truy xuất từng phần tử của mảng. Ok. Rồi, cái này thì giống cả khi nãy, không có gì mới. Ok. Rồi, truy xuất duyệt mảng. Làm gì đó. Rồi, method. Array method thì các bạn có nhiều cái method. Nó chỉ có một mảng, thì nó chỉ có một cái property là length thôi ha. Đây, mảng chỉ có một cái property là length thôi. Còn có rất nhiều method làm việc với mảng ha các bạn. ToString chuyển một mảng thành một chuỗi. Rồi cái gì ạ? Join. À, join tức là nối mảng. Nối mảng. À, nối dựa vào cái toán tử này. Rồi pop and push. Pop là remove một mảng và cái phần tử, remove cái phần tử cuối cùng. Pop là trả về ha, trả về giá trị. Đó, nó pop out. Dù cái này fruit pop nó trả về là giá trị cuối cùng. Còn cái push cái thằng pop. Pop remove, đúng rồi. Rồi cái anh này là fruit.pop là trả về, vừa trả về phần tử cuối cùng và vừa remove cái phần tử đó luôn. Push là add một cái phần tử vào mảng và nó add vào cuối. Ok. Rồi add vào cuối. Ship element. Ship thì nó tương đương với pop, nghĩa là bỏ. À, nhưng mà thay vì ship thì trả về cái đầu, còn pop thì cái cuối. Ok. Được chưa? Remove và trả về luôn, gán được luôn ha. Đó. Unship. À, cái này là new element, đó là add new element vào mảng và nhưng mà ở đầu. Đúng không? Unship. Mệt ghê, nhiều lắm. Ok. Changing. Changing là ghi đề. Tức là cái gì ạ? Giống như set á. Giống như fruit không gặp bằng kiwi thì nó thay banana bằng kiwi. Như vậy. Còn cái này là add thêm vào. Cái này là cái mà khác Java này các bạn. Java mà muốn add thêm một phần tử vào cuối nó không cho đâu. Các bạn phải viết một cái giải thuật rất là phức tạp. Nhưng mà ví dụ cái thằng này, khi các bạn viết là các bạn cho phép add vào cuối. Kiwi add sau cái mango luôn. Ok. Rồi cái này là xóa một phần tử. Delete. Đây, cái này mới ha. Delete fruit không, xóa. Ok. Splicing. Splice a new item vào array. Splice vào hai item nè, vào từ vị trí không nè, đúng không? Parameter mà số 2 tức là new element add không là cái này 2s
không là how many remove, không có thằng nào remove. Và cái này là được edit. Đúng không ạ? Ok. Đây, xóa 2. Thêm 2 nhưng xóa 2. Ừ. Rồi. Ok. Thêm 0 và xóa 1, như vậy. Supply. Con kết là nối. Nối các phân tử vô mạng. À, nối hai mảng vô nhau, xin lỗi. Đây có mảng này, nối hai mảng vô nhau. Cái mảng này sẽ được nối vào cái mảng này. Ôi giời. Một sinh là trồn mảng. Trồn. Đây, trồn mảng. Array 1 trồn với array 2 và array 3. Okay. Slicing. Rồi nhức đầu quá, về coi thêm nhiều quá các bạn ơi, nói không hết. Đấy, trong một số này thì các bạn nhớ không hết đâu nha. Cô cũng không nhớ hết chứ không phải các bạn. Cô chỉ giới thiệu thôi. À, chứ còn bây giờ mà nhớ hết là nhớ không nổi nha. Làm đến đâu mình sẽ dò đến đấy. Đó là cách học nha. Chứ bây giờ các bạn mà nói nhớ hết tất cả những cái này là nhớ không hết. À, các bạn học bao nhiêu là thứ, làm bao nhiêu thứ mà bảo nhớ hết tất cả cái này thì chắc chết. Đúng không ạ? Đó, các bạn biết chỗ, các bạn kiếm. Đó, array sort. Array sort là sắp xếp mảng. Đó. Sắp xếp mảng, tìm phân tử trong mảng vân vân. Là có những cái hàm hết, tất cả những cái hàm có hết. Đúng không ạ? Sort. Sort một mảng theo cái thứ tự alphabet. Đúng không ạ? Okay. Reverse là quay đầu, tức là đảo mảng. Sort xong đảo. Ok. Đấy. Sort số. Sort. Thì nếu mà sort số thì nó sẽ hiểu là sort như là mã chuỗi. Thì các bạn phải viết thêm cái hàm nữa. AB function. Compare, phải viết thêm cái hàm compare. À, trong Java nó có cái sort, cũng có phương thức sort, nhưng mà các bạn mà sort cho object các bạn cũng phải viết lại. Đấy, nó hiểu vậy. Và cái sort này nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái mã ASCII. Vì Apple nó sẽ đứng trước banana, bởi vì chữ A đứng trước chữ B. Và chữ A nhỏ hơn chữ B. Đó, chữ A mà 65 thì chữ B sẽ là 66. Mã ASCII. Đó. Chữ 25 sẽ lớn hơn 100, bởi vì sao ạ? Số 2 sẽ đứng sau số 100. Nên là nếu sắp xếp tăng dần thì nếu sắp xếp kiểu này thì số 100 nó sẽ đứng trước số 25, nó kỳ cục đúng không? Bởi vì số 2 nó sẽ lớn hơn số 1. Đấy, nó sắp xếp theo chuỗi cho nên các bạn phải viết lại. Customize lại cái hàm sort của nó. Và muốn tăng dần, đảo dần thì chỉ đổi chỗ hai cái A và B là xong. Ok. Rồi. Sort. Sort một cái mảng trong cái random order, cái vị trí bất kỳ. Thầy random, trật tự của random. Rồi, nhiều thứ quá. Rồi. Hai, lowest array value. Tìm cái phân tử lớn nhất hoặc là nhỏ nhất. Ok. Sort xong đây là lấy móc nó ra thôi. Ok. Sort tăng dần. Đó, xong lấy cái phân tử đầu, phân tử cuối. Sort giảm dần để lấy phân tử đầu chẳng hạn, ví dụ như vậy. Phân tử cuối là phân tử nhỏ nhất, giảm dần thì phân tử cuối sẽ là nhỏ nhất. Cái này tăng dần thì phân tử cuối sẽ lớn nhất. Nếu các bạn ngược lại thì lấy phân tử đầu, đơn giản vậy thôi. Hoặc là dùng cái max on array, apply array. Đó. Ôi, nhiều phương thức quá. Ok. Ok. Rồi. Sort A, B, K, O. Đấy. Rồi. Có một cái mà các bạn cũng cần tìm hiểu nữa, cố gắng đọc cho cô là cái date. Bởi vì các bạn sẽ làm việc nhiều về date ha. Ngày tháng. Ok. Trời. Ôn tập không hết giờ mấy đứa ạ. Rồi về nhà đọc bài cho cô nè. Có ai hỏi gì không?
biến trong em thì cô ơi. Em hỏi đi. Cô demo một bài toán nhập mạng hai chiều á. Cô làm thử cái đó em xem thử. Đồng ý. Ai vừa hỏi? Em là em gái của lớp em Ngọc. Tên là gì, phải nói tên cho cô chứ. Đúng rồi. Em biết thằng là ai. Em gái của lớp Càng Ngọc. Đúng rồi. Nó tên ra đàng hoàng mới được. Ghê, mấy đứa này nó lời dùng ghê. Dập bàn thế nào là dập. Rồi, có demo về mạng. Mấy bạn này kỳ ghê, người ta là con gái ra thẹn thùng rồi, mấy bạn kỳ ghê thì cái thẹn cũng thẹn phải nói tên chứ. Trọng quyền lớp được, không có đúng đương gái à. Không biết trang trọng gì hết trơn. Chàng Ngọc ơi. Rồi, cô hướng dẫn nha. Tiếp nào, khai báo mạng. Bây giờ nè, khoan, thích khai báo kiểu gì? Thích khai báo kiểu gì? Kiểu gì cô? Khai báo mạng, cách khai báo, có mấy cách khai báo trên, thì các bạn muốn khai báo kiểu gì? Thôi cho khai báo kiểu cơ bản đi ha. Nhập giá trị cho mạng đúng không? Mạng hai chiều đúng không? Dạ. Nhập và xử lý đúng không? Em chỉ cần nhập thôi, thì xử lý thì chắc cũng giống như nhập rồi. Ừ, ok. Ví dụ như ta có là vào array bằng new array. Ok. Đây. Các bạn muốn nhập bao nhiêu phần tử trở vào mạng thì các bạn có thể và n bằng prompt. Đấy, cái này là nhập số phần tử của mạng, được chưa? Tôi dùng for và dùng let cho an toàn. Let nè, y gán bằng 0, y nhỏ lên n, y cộng cộng, đúng chưa? Rồi, mạng hai chiều thì tại vì cô đã nói các bạn rồi, trong JavaScript nó chỉ có khai báo kiểu này, nó chỉ có khai báo là mạng một chiều thôi, mạng một chiều thôi. Đó, muốn khai báo mạng hai chiều thì trong cái mạng một chiều này nè phải khai báo thêm một mạng nữa, được chưa? Ví dụ cái này là các bạn có bao nhiêu cột, cái này là nhập số hàng của mạng. Bây giờ muốn nhập số cột thì cái này các bạn có thể nhập hoặc cô gán luôn cột, vì nó do là ba cột đi ha, giả sử là ba cột. Ok, ta sẽ for, ta new mảng tiếp và xin lỗi array, mỗi phần tử của nó là một mảng. Array y gán bằng new array. Có thể cho 3 luôn, hoặc là các bạn tí nữa nó cho này chạy đến 3 là được à. Ok. Rồi ta dùng vòng lặp, ta duyệt cột, duyệt hàng xong ta duyệt cột for let g gán bằng 0, g nhỏ hơn array y chấm len hoặc y g cộng cộng hoặc là chạy đến 3. Đây nè, bản thân array y là một mạng thì cô lấy array y chấm len, nó sẽ là trả về số phần tử của mạng array y, được chưa? Đó, tôi nhập nè thì tôi sẽ có là array y g chưa bằng nhập là from. Đó, vậy thôi. Ok, đây nha, cô giải thích lại nè. Đầu tiên là cô khai báo một mảng,
tương lai phân tử, đúng không? Bảng một chiều, số phân tử cô nhập là n, cô nhập 5 thì nó 5 hàng. Đây là đang là bảng hai chiều nhá. Nhưng ở cái array này nè, cái method array này nó chỉ cho phép các bạn khai báo mảng một chiều thôi. Nó không có cách để khai báo mảng hai chiều. Được chưa? Khai báo mảng hai chiều thì ta dùng những cách khác. Được chưa? Thì trong cái array này tôi muốn khai báo thêm mảng nữa thì mỗi phần tử của nó muốn khai báo hai chiều á thì mỗi phần tử của nó sẽ là một mảng nữa thì nó sẽ đẻ ra cái mảng hai chiều. Đây. Đây, đầu tiên là cô sẽ làm một cái hàng. Được chưa? Nếu cô muốn nhập 5 phần tử, 3 phần tử, đây 3 1 2 3 4 5 phần tử, đúng chưa? 1 2 3 4 5 phần tử. Vậy mỗi phần tử của nó cô lại tạo một cái mảng nữa. Thì 3 phần tử nữa. 1 2 3. Được chưa? Rồi lại mỗi phần tử nó lại làm cái mảng nữa. Thì nó sẽ đẻ ra cái mảng hai chiều. Hiểu không? Nó sẽ đẻ ra cái mảng hai chiều. Ok. Đấy, cái này là hàng. Cái này là cột, cái này là hàng, năm hàng, năm hàng của nó sẽ có 5 phần tử. Cột của nó sẽ là có 3 phần tử. Ok. Được chưa? Hiểu ý không? Ok. Vậy tôi sẽ dùng vùng lập for duyệt hàng trước. Cái này y sẽ chạy, y là cái này. Chạy từ trên xuống dưới là y. G tôi sẽ chạy theo chiều ngang. Cái này sẽ là G. Được chưa? Đấy. Y bằng 0. Nó sẽ chạy G. G chạy từ 0 sẽ là 00. G1 sẽ là 01. G2 nó sẽ là 002. Đó. Khi chạy hết G rồi, nó sẽ thoát ra khỏi vùng lập nhỏ. Nó sẽ nhảy tiếp tăng y lên. Là y lại bằng 1. Nó sẽ là 10, 11, 12. Hết cái vòng lập G nó lại chạy tiếp bằng 2. Đấy. Thì cách chạy của vòng lập 2 chiều nó sẽ chạy như sau. Đầu tiên nó sẽ vào vòng lập for này trước. Nó gán y bằng 0. Đó. Sau đó nó kiểm tra xem y có nhỏ hơn n không. Y nhỏ hơn ví dụ n bằng 3 hay bằng 5. Nhỏ không? Nếu nhỏ hơn chu, nó bắt đầu nó mới gán array y. Array 0 nó gán bằng một new array. À. Sau đó nó sẽ gán g bằng, nó chạy vòng lập for, nó chạy vòng lập for tiếp theo. Câu lệnh tiếp theo nó gán g bằng 0. Nó kiểm tra xem g có nhỏ hơn 3 hay không. Cô đang cho là 3 nhá. Có nhỏ hơn thì nó sẽ gán cái phân tử ở dây y. Y g là 00. 00, y là 0, g là 0, nó gán bằng, ví dụ cô gán bằng 1. Tiếp tục. Tôi vẫn đang ở vòng lặp g bởi vì g vẫn chưa thực hiện xong. À, cô viết trên một hàng đi ha cho dễ. Cái này cô gán bằng 1 đi ha. Đấy. Đây nè, sau đấy nó lại tăng, nó nhập xong nó tăng g lên 1, nó chạy là g cộng cộng, bây giờ g bằng 1. Nó kiểm tra g có nhỏ, xin lỗi nha, cái này là g á các bạn ạ. Nó kiểm tra g có nhỏ hơn 3 không? Vẫn nhỏ hơn 3, g vẫn nhỏ hơn 3. Và nó gán là ig a array ig y vẫn là 0. G bây giờ là 1, bây giờ cô gán bằng 2. Xong đấy nó lại tăng g lên 1. G bây giờ là bằng 2. Nó kiểm tra G vẫn nhỏ hơn 3. Nó sẽ tăng G là nó lại gán array 0. Nhớ nha, Y bây giờ vẫn 0 nha. G 2 tôi gán bằng 3 chẳng hạn. Sau đấy nó tăng G lên 1, G gán bằng 3. À, G có nhỏ hơn 3 không? Không nhỏ hơn, bởi vì G bằng 3 là, nếu mà G nhỏ hơn 3 là sai. Thì cái này nó sẽ out, ra khỏi vòng lặp, ra khỏi vòng lặp g. Vòng lặp g là khỏi vòng lặp mà chứa g. Nó ra khỏi vòng lặp chứa g, nó out rồi, nghĩa là câu lệnh này thực hiện xong. Nó lại tăng y lên 1, khi để y của ta là bằng
y của ta là sẽ bằng 1. Nó kiểm tra y có nhỏ hơn 5 hay không? À nhỏ. Đây, nó lấy gán array 1. Nó lấy gán là bằng 1 new mà. New array. À new array 3. Đó. 3. Đó, cái này cũng 3 luôn, trên cũng 3 luôn. Đúng không? Đó. Và bây giờ nó tăng, nó gán à. Gán xong cái dòng dòng vòng cái dòng lệnh này rồi. Thì bây giờ nó sẽ gán tiếp, nó chạy vòng lặp for. Nó gán g lại bằng 0. Lại g nhỏ hơn. Nó kiểm tra g có nhỏ hơn 3 không. Lại cứ như vậy. Này, array bây giờ array không phải là 0 0 nữa mà là array 1 0. Tại vì y bây giờ của ta là bằng 1 mà. À ví dụ có gán bằng 4. Đó, nó kiểm tra g nó tăng lên g bằng 2, cứ tương tự như vậy. Đó. Chậm chậm chậm. Cứ chạy như vậy, nó chạy hết vòng lặp for này thì nó dừng. Nghĩa là nó sẽ chạy vòng lặp for ngoài. Được chưa? Sau này nó chạy hết vòng lặp for trong, nó lại tiếp tục tăng y, nó lại chạy tiếp vòng lặp for ngoài. Như vậy, cứ chạy như vòng như vậy. Đó. Ok. Thì đó là cái cách chạy vận hành của cái vòng hai vòng lặp lồng nhau. Ok. Và để các bạn duyệt mảng hai chiều. Nếu mà mảng mà ba chiều thì phải là ba vòng lặp lồng nhau. Đúng không ạ? Cứ tương tự như vậy, tương tự như vậy. Ok. Hiểu không các bạn? Dạ rồi. Dạ rồi cô ơi. Nếu mà xuất ra màn hình, đây, cái này có một cái khác một xíu nha. Nếu mà xuất ra màn hình thì chúng ta không có new nữa. Bây giờ cái này là xuất ra màn hình nè. Xuất ra màn hình nè. Thì khi xuất ra màn hình thì ta bỏ cái dòng này nhé. Đó. Và cái chỗ này thay vì gắn bằng prompt thì ta sẽ xuất ra cái này document.write. Ok. Cộng cái này ví dụ xuất ra ta cộng thêm dấu phẩy nữa để nó tách ra chẳng hạn, hoặc là dấu cách để nó tách ra. Và cái này document.write nữa để nó xuống dòng. Write. À cái thẻ br chẳng hạn. Br để nó xuống dòng chẳng hạn. Đấy. Đấy, hết một hàng nó lại xuống dòng, hết một hàng nó lại xuống dòng. Đấy, xuất ra. Xuất ra thì chỗ này là không được để là new nữa. Khi tôi khởi tạo thì tôi bị gán thôi. Xuất ra thì tức là nó có rồi. Thì xuất ra mà new là nó sai. À, dữ liệu nó sai mất tiêu. Ok. Được chưa? Hiểu không? Dạ rồi cô, dạ hiểu. Rồi về nhà nè, đọc nè. Hết giờ rồi ha. Ghê không? Về nhà đọc lại bài này cho cô nè. Có ai chat gì không? Có ai cần điểm danh chưa kìa? Hết rồi. Đấy, khai báo giá trị cho mảng. Khi khai báo luôn thì cái này. Khi khai báo luôn thì dễ rồi. Rồi về nhà đọc bài này cho cô. Cái này nó sẽ có sự thay đổi giữa Java gốc. Cái này là cái code. Cái này là dữ liệu là cho JavaScript. Cái bản cũ ha. Cái bản mới nó sẽ viết hơi khác. Có một số cái khác chứ không phải là hơi khác ha. Chứ nói chung là cái cũ vẫn chạy ha, không phải là không chạy nữa, các bạn lưu ý cho cô. Thì cái này nè là ta có gì đây ạ? À bom, bom tức là browser object model. Tức là cái đối tượng mà trên browser. Đấy, ta xem nè, về đọc bài này cho cô. Ok. Rồi nói đến lập trình hướng đối tượng thì sau buổi sau cô sẽ nói rất kỹ về hướng đối tượng nha. Đây. Đây. À, cái này đối tượng thì giới thiệu thôi, về đọc ha. Rồi. À, tạo đối tượng của người dùng nè. Được chưa? À, cái này chỉ giới thiệu sơ thôi. Cái này không giới thiệu kỹ. Cái này không giới thiệu kỹ nha. Đấy, buổi sau cái ta nói về đối tượng này. Được chưa? À, định nghĩa đối tượng cách cũ, cách mới khác ha.
cách mới khác ha. Đấy, có cách viết khác nữa. Các bạn tìm hiểu xong buổi tới ta thảo luận tiếp. Đấy, cô rất thích những cái câu hỏi của các bạn, bởi vì khi các bạn hỏi á thì nó mới ra nhiều vấn đề. Còn ví dụ khi cô giảng, tức là cô nghĩ từ đâu cô giảng từ đó, hoặc là cô chuẩn bị từ đâu cô giảng từ đó thôi. Chứ còn có những cái vấn đề mà khúc mắc á, hoặc là các bạn chưa hiểu kỹ, hoặc là có những vấn đề chưa rõ thì các bạn phải hỏi, là chúng ta thảo luận nó đi sâu. Và thậm chí như khi nãy có những trường hợp mình chưa rõ, chưa clear, hỏi ra clear, nó rất hay. Và cô nói luôn các bạn, cái việc học ấy nó rất là hay ở chỗ này nè, là không phải là học một chiều. Nghĩa là các bạn phải hiểu là không phải là giáo viên là người biết tất cả nha, phải hiểu cái điều đó. Tại vì cái bể học nó là vô biên, mà nhất là về công nghệ thông tin rồi các bạn, nó nhiều lắm các bạn. Các bạn tưởng tượng là như cô là phải dạy đến mấy chục môn. Các bạn tưởng tượng kinh khủng không? Mà bây giờ làm sao mà tôi nhớ được hết mọi thứ? Cái đó là cách mà các bạn cũng giúp tôi có thể clear rất nhiều vấn đề. Đấy, cái đấy là cái là cô đã học từ các bạn. Ngoài việc các bạn học từ cô thì cô có thể học được từ các bạn nữa. Đấy, và rất rất thích các bạn chia sẻ, các bạn hỏi và chia sẻ. Cái đấy là cái mà tạo hiệu ứng, mà các bạn phải cũng hiểu sâu hơn, mà cô cũng phải hiểu sâu hơn. Đấy, cái gì ông nào cũng có cái âm thanh gì kỳ cục cái trời. Dạ, ông nào cũng tập thể dục hả? Ông nào cũng tập thể dục gì kinh khủng như trời. Rồi, tiếp ha. Quay lại nè. À, đây. Nhưng mà cái quan trọng là cái bom này nè. Về tìm hiểu sâu về cái bom. Cái này là bữa, cái này sẽ được hướng dẫn. Cái này hay á. Và thường sẽ viết bằng cái đối tượng, class đối tượng. Thành ra các bạn sẽ tìm hiểu cái này. Rồi, cái bom nè. Cái này về tìm hiểu bom là Browser Object Model. Còn cái mà các bạn viết ở trên này là Object, đúng không ạ? Object ở trong JavaScript. Đây, cái này Browser Object Model, cái này hay nè. Đây, thì có cái lớn nhất, cái object mà lớn nhất đó là window. À, các cái object con đó là document, frame, history, location, navigator và screen. Thì ví dụ như ta sẽ có một bài về DOM. DOM, DOM thì nó là document object model, tức là viết về ông này, ông document này. Đúng không ạ? Đấy, bên cạnh những cái này đều là object. Ngoài ra nó có một cái hay nữa là tất cả những cái gì nằm trên document này nè, nó cũng là object hết, đối tượng hết. Các cái thẻ á các bạn. Các bạn sẽ có một buổi học về DOM. Đúng không ạ? Ok. Đấy, thì các bạn, cái này chủ yếu là các bạn tìm hiểu xem cái browser nó có những cái object, có những cái method, những cái property nào để ta sử dụng thôi. Đấy, tìm hiểu. Và buổi sau, thực ra cái này á, thì tôi sẽ không đi sâu, nhưng nên phải yêu cầu các bạn về nhà tự coi, nghiên cứu, tự đọc ha. Và có gì không hiểu hỏi. Đấy, bởi vì nó có sẵn và mình tìm hiểu thôi. Đấy, mình tìm hiểu thôi. Đó, cái này có sẵn. À, và ưu điểm là gì, nhược điểm là gì, cái nào đang sử dụng, cái nào bây giờ đã được tuyệt chủng rồi, có cái tuyệt chủng đấy các bạn. Đấy, thì ta tìm hiểu cái này. Ok, còn ta sẽ đi kỹ về cái anh này. À, đi kỹ về anh này. Cách viết cái đối tượng, mà từ viết ha, tạo đối tượng ở trên trong JavaScript. Đó, và cái thứ hai là ta học về cái DOM. Đấy, có một buổi nữa ta sẽ học về cái DOM. Cái DOM cũng rất là hay ha. Đấy, Document Object Model. Đây, tài liệu học nè. Cái DOM thì các bạn học cái này. Các bạn học cái này. Cái HTML DOM. Đây, cái DOM là các bạn học cái này cho cô. HTML DOM. Cái này rất hay. Đấy, và ví dụ như vừa trước có một bạn làm cái bài bài toán mà dò hàng á. Đấy, thì nó là cái object của ta sẽ là table. Table. Làm dò hàng table, xử lý cách table. Table ở đâu? Table. Đây. Đây. DOM nha, DOM nha. Dùng table nó xử lý nó nhanh hơn. Đúng không ạ? Đấy. Đó, dùng table nó xử lý nhanh hơn. Ok. Viết rất hay. Đây, row, body,
Rồi, thì đó là về nhà ôn tập chúng ta thảo luận nha. Thì khi thảo luận thì các bạn học các bạn sẽ hiểu và hiệu quả hơn nhá. Cố gắng có càng nhiều thảo luận càng tốt nha. Tôi thấy là một số bạn hỏi thôi, còn lại ít hỏi lắm. Assignment rồi, ok. Hùng Cường có điểm danh Hùng Cường rồi. Hùng Cường điểm danh rồi nha. Đây nè. Đây nè, điểm danh rồi mà. Ok. Rồi. Cô ơi, xin mình làm cả ba giao diện hết luôn hay là chỉ có một cái đầu thôi cô? Đâu làm hết mà. Cái gì ba cái luôn cô? Xin mình làm hết mà, bữa trước là ta nói xin mình là làm cái gì nhỉ? Bữa trước cô nói thôi ra ngoài. Bây giờ cô nói lại rồi. Xin mình hả? Assignment là bữa trước ta nói là làm cái gì nhỉ? Tôi phải chân nó đè à? Cô nói các bạn là làm slideshow đúng không? Chép form như lại quên mất tiêu rồi. Đây các bạn là tạo 3 trang HTML đúng không? Bao gồm nè, index nè, trang chủ nè, trang sản phẩm nè, hoặc là tin tức nè, hoặc là ví như gallery nè. Ví như tôi viết chữ nhầm chữ gallery hay sao? Rồi là photo album gì đó. Đó. Rồi trang chi tiết nè. Nào lấy trả cho nó đi. Ok. Ok. Thì các bạn có 5 trang ha. Trang 1 là index nè. 2 là sản phẩm nè. Hoặc cái này nè. Sản phẩm hay cái gì đó, tin tức hay gì đó, phải có chi tiết của nó nào. Rồi 4 trang là được rồi. 5 trang gì đó tùy. Lớn hơn hoặc bằng 4 trang. Được chưa? Rồi trang đăng nhập nè. Liên hệ nè. Liên hệ nè. Liên hệ thì có form liên hệ nè. Bản đồ nè. Đúng không? Thông tin liên hệ nè. Đấy. Hoặc là một số form khác. Mở rộng thế. Tùy ha, lớn bằng 4 trang. Ví dụ như là đăng ký, đăng nhập, vân vân. Đó. Hay là có thêm cái giỏ hàng. Đâu? Đấy, giỏ hàng, vân vân. Tùy các bạn ha. Yêu cầu nè, đấy là trang ha, tạo trang nè. Tiếp nè, chức năng nè, chức năng phải có nè. Cô hả? Nhân IP em thấy em thấy có 3 bài rồi, sao bài cô nó lên 5 trang dưới cô? Cái bài của nó sao bây giờ nó cho mấy cái bài lẻ đúng không? Cô không sợ cô nhầm lớp à? Không, cô không nhầm lớp, cô nhầm không phải nhầm, mà thực ra cái này là yêu cầu của bài cũ. Cái này là cái spring ở trong kho học liệu cô, nó có 3 bài lẻ rồi cô ơi. Sau kỳ cục khoa tôi, cô nhớ rồi. Còn cái cũ thì mới hồi mới có mấy cái trang index rồi tạo trang được cô. Tự nhiên à. Kỳ cục. Cái em muốn trước rồi. Hả? Em muốn mới coi hôm qua. Cô biết rồi, nhưng mà tự nhiên cho cái này lẻ lẻ này thì ấy quá ha. Thôi. Làm slideshow. Nâng cấp thêm. Làm slideshow. Đăng ký. Bán hàng. Úi giời. Bây giờ nha. Làm bài bán hàng bữa trước đã chưa cho làm luôn đúng không?
Thôi. Bán hàng chưa gạo rồi. Thôi về làm slideshow trước đi. Dạ bóc chuyến hơi nhiều lắm con. Hả? Bạn nào mà làm mà được như thế này nè là ok, nghĩa là các bạn bỏ mới đi bỏ hết mấy cái trang, tại vì cái slideshow này nè sẽ được gắn với index ha, trong index có cái slideshow rồi sản phẩm thì nó có cái giỏ hàng đúng không, và cái slideshow đó liên hệ à quên biết ngược đây giỏ hàng slideshow thì nó bỏ 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 cái slideshow trong này đi, giỏ hàng thì nó gắn với sản phẩm nè, cái trang sản phẩm nhá đúng không, liên hệ thì nó sẽ có cái form nè, form ha, có 3 bài đúng không? Form validation. Form cái nó gắn với cái bài gì ạ? Cái bài cái trang liên hệ nè. Liên hệ hoặc đăng ký nè. Hoặc là đăng ký nè. Ok. Được chưa? Đó. Thì các bạn thấy là cái ba cái bài toán của ở trong assignment thì nó gắn với cái một cái trang web. Thực ra là có một cái bài nữa cũng hay, đó là cái menu á, cái menu á, menu đồ, menu các thứ nữa, nhiều bài toán nâng cao lắm, một số cái bài như vậy. Thôi được rồi, thì cô sẽ giới hạn tạm thời như này, bạn nào mà gắn với một trang web mà nó như thế này mà làm các chức năng mà thêm vào các chức năng chính của nó thì cô sẽ cộng điểm, còn nếu các bạn làm đơn lẻ thì tính điểm đơn lẻ thôi. Đúng không ạ? Đơn lẻ thì có giá của đơn lẻ thôi. Ok. Đấy, còn cô sẽ hướng dẫn demo các bạn làm trước đi. Rồi buổi sau ta sẽ hướng dẫn cái này. Được chưa? Ok không? Game lại dễ. Hả? Cái gì em? Em nộp slideshow trước thì nhờ cô. Ok. Dạ có thể làm ba bài. Vô ta, ghê ta. Rồi. Lớp mình là gì ta? Ôn tập của cái lớp gì? Lớp mình là WD VKD 15201 cô. 201, ok. Rồi. Ok, cô tắt cái này lâu quá.